Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Là đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay là ngày cũng còn trong cái dịp nghỉ lễ đó các bạn. Nhưng mà các bạn, các anh chị thì có thể nghỉ lễ, nhưng mà em thì cố gắng vẫn quay những cái clip xe giá nó mềm mềm bình dân để gửi đến tất cả các bạn, các anh chị tham khảo trong những ngày nghỉ lễ nha. Và sau đây em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chi tiết một vài em nha. Và với chiếc xe đầu tiên mình muốn giới thiệu, đó là một chiếc xe Yamaha Tarut, Yamaha Tarut màu đỏ. Yamaha Tarut màu đỏ. Và với một chiếc xe Yamaha Tarut này, em nó mang biển số là 59E104172. Thì với chiếc xe Tarut này thì mình mong muốn mình bán với giá là 6.600.000. 6.600.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe cũng là Yamaha, nhưng mà em nó đời sau. Đó là Yamaha Sirius RC FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa. Thì xe này đời mới hơn, ngon hơn và chạy rất là bốc và an toàn hơn nhiều. Đây là chiếc xe Yamaha Sirius bánh mâm thắng đĩa, còn mới tinh, xe còn rất là sạch sẽ, xe rin. Đây là xe rin nha các bạn. Và với chiếc xe Yamaha Sirius này, mình mong muốn mình bán chiếc xe Yamaha Sirius bánh mâm thắng đĩa này còn khá là mới này với giá tiền là 11.200.000. 11.200.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Future 125 FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa màu cà phê, nâu quá các bạn, nâu vàng. Xe này được một cái là rất là lợi thế, đó là em mới chạy cực kỳ rất ít hao xăng. Chiếc xe này là một trong những xe số chạy ngon mà lại ít hao xăng nhất, đã được hãng Honda kiểm chứng. Em này mang biển số là 59V258368. Cũng còn khá là sạch sẽ, đẹp. Và với chiếc xe Future 125 này, Future 125 FI phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa này, thì mình mong muốn bán với giá là 14.800.000. 14.800.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe. Đây là chiếc xe Honda Future Neo. Đây là chiếc xe Honda Future Neo. Còn khá là sạch sẽ. Và với chiếc xe Future Neo này, em nó mang biển số là 51R60691. Đây cũng còn khá là sạch đẹp. Thì với chiếc xe Future Neo này thì mình mong muốn mình bán với giá là 18.800.000. 18.800.000 nha các bạn. 18.800.000. Rồi, cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda AB 125. Đây là chiếc xe Honda AB 125 FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa. Và có khóa đĩa luôn. Còn khá là mới, khá là đẹp. Mấy chiếc xe này đi rất là bền nha các bạn. Nồi đồng khối đá và thùng nó rất là rộng. Thùng nó rất là rộng, đựng được rất là nhiều đồ nha các bạn. Và em này mang biển số là 59F203966. Và chiếc AB này thì quá đẹp luôn.
Và với chiếc AB này thì mình mong muốn bán với giá là 23.800. 23.800 nha các bạn. Rồi, được, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda AB màu đỏ đen rất là mới, rất là cá tính. Chiếc AB này đi rất là bền, mặc dù là bây giờ có nhiều mẫu đẹp hơn, nhưng mà cái chiếc AB này là một trong những chiếc xe AB đời cuối 2008, rất là bền, nồi đồng cối đá. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 9.700.000. 9.700.000 nha các bạn. 9.700.000 cũng còn khá là sạch sẽ và đẹp. Và có một chiếc xe mình muốn xin giới thiệu luôn nữa, đó là chiếc xe Suzuki Hayate. Đây là chiếc xe Suzuki Hayate màu đỏ đen. Xe Suzuki được dán keo nguyên chiếc. Chiếc xe này cũng vậy, được dán keo nguyên chiếc nha các bạn. Đó, Suzuki Hayate. Đó, Suzuki Hayate này còn rất là đẹp luôn, sập cứng cách. Xe này mang biển số 59D127426 27429 chứ. Và với chiếc xe Suzuki Hayate này cực kỳ bền này thì mình mong muốn bán với giá là 6.500.000. 6.500.000 nha các bạn. Và tất cả là xe đầy đủ giấy tờ chính chủ, ký giấy tại phòng công chứng nghiêm chỉnh và bao test các kiểu luôn nha các bạn. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.